Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Gia Bảo Luxury. Những gì các bạn đang thấy ở đầu video chính là nội dung mà chúng tôi sẽ gửi tới các bạn vào ngày hôm nay. Vâng, đó chính là Tourbillon, một trong những cơ chế phức tạp nhất trong vũ trụ đồng hồ. Tại số đầu tiên của series Tourbillon, từ lý thuyết tới thực tế, tôi sẽ giải thích tới các bạn ba câu hỏi. Thứ nhất, Tourbillon là gì? Thứ hai, thực tế hoạt động so với lý thuyết ra sao? Thứ ba, Tourbillon của các thương hiệu khác nhau như thế nào? Và cuối video này, chúng ta sẽ cùng khám phá hai bộ Tourbillon đến từ hai thương hiệu Thụy Sĩ, đó chính là Frederic Constant và Girard Perregaux. Để trả lời được câu hỏi trên, chúng ta cùng tìm hiểu qua một chút về cụ máy của đồng hồ cơ học. Đây, bộ phận như tôi đang chỉ có tên gọi là Balance Wheel, hay còn gọi là bánh lắc, có nhiệm vụ quyết định đến tính chính xác của đồng hồ. Tuy nhiên, bánh lắc này có một cái nhược điểm, đó là làm đồng hồ chạy chưa hoàn toàn chính xác, bởi khi đồng hồ nghiêng hoặc đứng thì trục không còn thẳng đứng nên chịu tác động lệch so với trọng lực của trái đất. Để khắc phục cái vấn đề này, cơ cấu Tourbillon vô cùng tinh xảo và phức tạp đã được nghệ nhân Breguet cho ra đời cuối thế kỷ 18 nhằm thay thế cho chi tiết của bánh lắc trong đồng hồ. Tuy nhiên, thực tế Tourbillon có cho chúng ta một sự chính xác gần như hoàn hảo hay không? Theo tôi, điều đó là đúng khi đồng hồ mới được sản xuất hoặc chưa được sử dụng quá lâu dài, vì trong cái quá trình sử dụng không thể tránh được những cái va chạm hoặc tác động ngoại cảnh dù là rất nhỏ lên đồng hồ, cũng như một cái bộ phận rất quan trọng đó chính là Tourbillon đã rất mỏng manh, nhạy cảm, dẫn đến cái tình trạng là khó chính xác như cái lúc ban đầu. Nếu chính xác và bền bỉ là yếu tố để các bạn lựa chọn đồng hồ, thì theo tôi các bạn nên lựa chọn một chiếc Rolex thay vì những chiếc đồng hồ có sở hữu cơ chế Tourbillon. Đơn giản thôi, Tourbillon của những thương hiệu lớn tượng trưng cho sự phức tạp, đỉnh cao và thể hiện đẳng cấp đúng nghĩa, sau đó mới đến là tính chính xác. Câu hỏi thứ ba đó chính là Tourbillon đến từ các thương hiệu khác nhau như thế nào? Và trả lời cho cái câu hỏi này thì chúng ta cần biết Tourbillon ngày nay đã đến từ đa quốc gia chứ không còn độc quyền như thuở mới khai sinh nữa. Ngày nay, ngoài Thụy Sĩ, Đức, Nhật thì Trung Quốc cũng là một quốc gia đã tạo ra được những chiếc đồng hồ Tourbillon. Người hàng xóm của chúng ta có một số thương hiệu đồng hồ có chức năng Tourbillon được bàn tán khá là sôi nổi. Có thể kể đến đó là Shanghai hay là Seagun. Nhưng làm rạng danh nhất có lẽ đến từ những chiếc đồng hồ Tourbillon phức tạp của nhà chế tác đồng hồ đương đại Qtaiyu. Và thương hiệu lão làng sành sỏi như Patek Philippe, Breguet, Girard Perregaux luôn trau chuốt những chi tiết dù là nhỏ nhất trong bộ Tourbillon của mình, nên chúng ta sẽ nhận thấy một sự khác biệt khá là lớn khi so sánh với Tourbillon của các thương hiệu khác nhỏ hơn. Đây, như trên tay tôi đây là hai chiếc đồng hồ sở hữu cơ chế Tourbillon đến từ Thụy Sĩ. Một là thương hiệu lâu đời hơn 200 năm tuổi Girard Perregaux, và một là chàng trai cường tráng Frederic Constant sinh năm 1988. Các bạn có thể sở hữu hai chiếc đồng hồ này bằng cách truy cập vào website chính thức của chúng tôi www.giabaoluxury.com để biết thêm thông tin chi tiết. Như các bạn đang thấy đây, đây chính là hai bộ Tourbillon của hai thương hiệu này. Cảm nhận của các bạn về hai lồng Tourbillon quốc tịch Thụy Sĩ này như thế nào? Đối với tôi, Tourbillon của Frederic rất là trẻ và tươi mới như chính cái thương hiệu này, khi tôi chỉ có cái cảm nhận khá là sặc sỡ, vàng từ kim dây, bánh lắc, ốc xanh navy điểm xuyết, tím từ bánh xe gai, xanh lá từ ngựa và cuối cùng là chân kính đỏ trung tâm. Đó, như các bạn đang thấy, xanh, đỏ, tím, vàng đều đầy đủ cả. Còn Tourbillon của Girard thì có lẽ tôi xin dùng hai từ ngắn gọn thôi để miêu tả. Và đúng nhất đó chính là tinh tế. Và tinh tế đó đến từ đâu? Theo các bạn, đối với tôi thì có lẽ là nó đến từ một cái lồng Tourbillon phức tạp đúng nghĩa được gắn trên cái cây cầu vàng huyền thoại. Giá để sở hữu chiếc Girard và chiếc Frederic Constant này khá chênh lệch, với độ chênh lệch từ 4 đến 5 lần. Vậy FC cũng là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ chính công sở hữu bộ Tourbillon đáng để trải nghiệm với mức giá rất là hợp lý, có đúng không ạ? Và đây chính là số đầu tiên về series Tourbillon từ lý thuyết tới thực tiễn của Gia Bảo Luxury. Các bạn cảm nhận như thế nào về cơ cấu đỉnh cao này?
hãy cho chúng tôi biết bằng cách comment ở phía dưới. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ.